Những bí mật thú vị về rượu Champagne chắc chắn bạn chưa từng biết đến. Phần 1. 1. Nghệ thuật chén cổ chai. Có thể bạn đã nghe nói về kỹ thuật mở chai Champagne bằng thanh Sabre, hoặc thậm chí đã nhìn thấy nó. Tuy nhiên, ít người biết lịch sử của nghệ thuật Sabre. Truyền thống này bắt đầu với sự bại trận của Hoàng đế Napoleon I trước quân đội Nga tại vùng Champagne. Lúc này quân đội Nga tất nhiên không thể từ chối trước những chai Champagne chứa danh tại đây. Họ đã uống cạn gần 600.000 mouit bằng cách mở chúng bằng những thanh kiếm của họ. Sau nhiều năm, Hoàng đế Napoleon I cuối cùng đã giành chiến thắng trong trận chiến này trước quân đội Nga và để ăn mừng chiến thắng, quân đội Pháp đã tiếp tục sử dụng kỹ thuật này để mở các chai Champagne. Hiện nay, nghệ thuật này thường được biểu diễn trong các lễ kỷ niệm hoặc các sự kiện danh giá, hoặc đơn giản trong buổi tiệc nhỏ thân mật của những Champagne lovers. Nghệ thuật này có hẳn một ngày lễ kỷ niệm của riêng nó. Đó là ngày quốc tế chén cổ chai Champagne 20 tháng 5 hàng năm. 2. Những câu nói nổi tiếng về rượu Champagne của các vị nhân. Có rất nhiều vĩ nhân nổi tiếng trên thế giới dành cho Champagne một tình cảm vô cùng đặc biệt. Đôi khi nó thể hiện qua những câu nói của họ, chẳng hạn như Coco Chanel, tôi chỉ uống Champagne vào hai dịp, một là khi đang yêu đương nồng thắm, hai là khi không. James Bond, Roger Moore, bất kỳ người đàn ông nào uống Dom Pérignon 52 đều không thể là một người đàn ông tệ. Leonardo DiCaprio trong bộ phim Titanic đã nói, tôi thích thức dậy vào buổi sáng mai tươi đẹp mà không biết mình sẽ làm gì hay gặp ai. Chỉ mới hôm qua tôi còn ngủ dưới gầm cầu thế mà hôm nay tôi đã ở trên chiếc du thuyền lớn nhất thế giới này để tận hưởng Champagne bên những người tuyệt nhất. Sir Winston Churchill gặp gỡ Franklin Roosevelt giống như việc lần đầu bạn mở chai Champagne của riêng mình. Được biết ông ấy cũng tương tự như việc bạn bắt đầu uống nó vậy. Đại thi hào F. Scott Fitzgerald, đôi khi mọi thứ quá nhiều sẽ không tốt, nhưng đối với Champagne dù có nhiều đến mức nào chăng nữa thì vẫn luôn tốt. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để không bỏ lỡ những kiến thức hay về rượu vang nhé.